Hôm nay mùng 3 Tết tiệm cây cảnh chào cả nhà nhá. Đầu xuân năm mới chúc cả nhà yêu kê bên cây cảnh một sức khỏe, bình an, hạnh phúc và năm nay sưu tầm được nhiều cây cảnh thật đẹp hơn. Hôm nay mình vào chỗ vườn cây của mình chia sẻ cây, trong đó mình chia sẻ cây trò hoa vàng. Đấy. Một thân các bạn nhé. Đấy. Quay. Vườn cây mình rất là rộng, nhiều cây nhé. Đấy. Một cây trà hát đôi, trà khủng kia nọ mình chia sẻ rồi, nay mình không chia sẻ nữa, nhưng mà quay qua các bạn nhìn này, hoa nó rất bền, nó chồi tua tủa các bạn nhé. Thì các bạn trông cái chồi nó tua tủa này, này khỏe lắm các bạn này, chồi bật chồi quá đẹp luôn này. Đấy, hoa chữ chân kia. Đấy, hoa này đẹp lắm, khỏe lắm các bạn. Đấy. Chơi xong hoa các bạn này. Đấy. Không rụng các bạn nhé. Nó tiền này không rụng. Mộc. Đấy mình. Đấy. Thắng cái đâu đây? Đây cây trà nhé. Đây, mình muốn chia sẻ và báo giá cái trà hoa vàng này. Một thân đẹp đây. Cây này mình chưa xem hoa nữa đấy các bạn, hoa rất là to các bạn, cái hoa, cái hoa nó kìa, hoa trên đỉnh nhỉ, đấy. Cây này ít hoa thôi nhưng hoa rất to mà rất là bền, đây là giống trà quý nhá. Ông ơi, ra đo tí nha, đầu xuân năm mới đo tí chia sẻ báo giá cây chè này. Tổng thể cái chè đo chiều cao của cây chè, cái này phải được 2,5 mét nhỉ. Thôi thôi đo được áng chừng nữa được. Không phải đo đâu phải không? Ừ, không phải đo. Này phải 2,7 mét. Cái thước nó hỏng à? Đấy đo được đúng không? Ừ thôi rồi. Em đo cái vành gốc nhỉ. Đo dưới. Đo cái vành gốc đấy còn nấp nữa. 23 phải không? 23. Tại sao để xoay? Đấy có nhìn thấy tay mày bỏ ra, mày bỏ cái tay to này ra. Mày giữ đúng rồi. 23 nhá các bạn nhá. Vành gốc 23. Đâu nhỉ? Đúng rồi. Vành gốc 23. Cho cái thoát thân lên tận chỗ này, từ dưới 75 rồi, không tính 80, tính 75. Đẹp, vừa cái tỷ lệ đẹp. Cây này đẹp. Đấy, hòa các bạn này. Tán tròn, này căng kéo tán là tí nữa là được. Nói này nó khỏe. Tán tròn đẹp không? Vượt nó nha. Quý nhá, đây là dòng kẹp quý nhá. Nó bảo không mở à? Không? Không mở à? Vào đấy quay vào đấy phải mất 3 cây nữa nhỉ? Một cây thì thôi, mà cây để ta phi vào. Cây như nào? Thế thôi. Ôi, ta cảm giác nó xa hay là mình đứng tính từ đây nhỉ? Cây dưới còn nhiều lắm. Ừ, thế thì để đây...
Chính là cái chè này đấy đó này, rất là đấy, khai xuân cái này, có giá 8 triệu nhỉ, anh nào mà hàng này. Mùa xuân, tăng hết tiền tiêu, mùa xuân, cái chè báo giá 8 triệu đây, cái này 8 triệu rẻ mà, bao nhiêu công sức nhỉ? Mua ấy về đây. Chè quý đấy. Giấy bắt đầu bung hoa rồi đấy, giấy bonsai đẹp không các bạn? Đấy. Giấy bắt đầu bung hoa nhá, đây cành giả lắm các bạn, đây hoa đây, hoa cái này cái tím Huế rồi, bao nhiêu chủ không ra hoa mình làm ra hoa được các bạn nhé, đấy, cái này tay chân. Tay răm già dinh, cái này thuần thôi, thuần chậu mười mấy năm thì mười năm năm mà bảo không ra hoa được, cái vừa rồi mình cắt cắt sâu cái này và vành gốc 60, vành thân 60 các bạn nhé, cây cao khoảng 1m6 tay chăm này. Đấy, rất là dẻo này, chơi bonsai mấy nữa hoa tí là đẹp. Trông dáng trực nhưng mà tay cành này rất là hoàn chỉnh. Bắt đầu bung hoa và cưới ít lân kali vào nữa này. Nắng này. Vậy và anh thân như thế này 60 các bạn nhé. Để bắt đầu giả, cái giả nó không lũa đấy. Cái đấy. Hai cành dẻo. Cây đẹp như này, giá chỉ có 10 triệu thôi nhé. Chậm thôi nhé. Cây các bạn, cao 1m6, tán tầm 1m3, cây cao 1m6 tầm giờ bắt đầu bắt hoa. Đây cái phôi ổi rất là tương lai các bạn nhé, cái ổi nòng đào các bạn nhé. Đấy. Cái này cái rất là kỳ công, chi phí về đây này rất là nhiều tiền này, báo giá 10 triệu nhưng mà thật ra các bạn bán này ấy thôi chứ cần đánh ủ năm công, đánh công ủ xong lại lấy chỗ lấy cực kỳ khó mới được cái cây nó côn kíp là nó u cục như này này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn này. Cái này mình cứ để khỏe này mình sẽ nuôi làm cái tử tán đàng hoàng. Đấy. Ăn trông mấy cái ổ nó già như này, u cục này. Vành 100 các bạn nhé, vành chỗ này. Vành chỗ này 100 đấy. Phong ơi, hộ anh đo cái lại cái ổi này lâu lắm rồi mà đúng mà nói vanh trăm như ở cái ấy này không biết đúng rồi. Cái thước đâu rồi nhỉ? Đo lại cái ổi rất khỏe rồi. Yên tâm rồi. À, nhà. Xuống khu đấy có nhạy cảm không? Thôi này vào trong anh đo chỗ gốc này xem nào, anh gốc cái này nào.
Hôm nay tí có xăng người ta phải vào trong kia. Đây, này do chỗ này nha. Vành. Vòng tròn lại vành. Do chỗ này. Đó không đo đây, đo đây. Đo cái chỗ gốc này đã. Kéo ra, kéo đất tay năm mới này. Kéo hẳn đang vứt đi tí ra mua khác. Thước đo rất nhiều. Thế ra cái thước này đo nhiều cây quá nữa. Đo dưới cùng đi. Đấy, mình báo 100 nhưng mà cây này thành 25 ở trên chậu rồi. Một năm ở gia đình, một năm trên chậu. Ôi đéo đứa ấy. Ôi đúng rồi ạ nhờ. Vành 100 nhé, 104 tính 100 các bạn nhé. Em đo chỗ thân này chưa? Anh chỗ thân chỗ bé này chưa? Nó khách quan. Đấy, chỗ đấy này vâng. Mấy? Không được đâu. 7 này, 73. 73. Rồi. Đéo đo cách gần mét 73. Chiều cao thì nó vào 2 mét rưỡi thôi. Tổ chức tùm xanh lá ngắt. Cái này ủi nông đào quý mới sai quả lắm. Mình nhìn ấy này khỏe lắm các bạn này. Nó có khách này cái thích lắm rồi nhưng mà một cái ổi nó nặng quá. Chi phí nó phải mua. Các bạn cứ làm cái công trình biết là cái chi phí nó tốn kém lắm các bạn. Đây các bạn trông u cục lên này. Đấy. Sướng chưa? Nhìn thấy thích chưa? Đây chị đưa ra nhá. Cái này mình để nguyên phôi này để cho nó khỏe sau này tạo tán sau các bạn nhé. Anh nào thích. Này chia sẻ báo giá 3 cây thôi nhá. Tại nhà vườn tiếp cây cảnh nhá. Đầu xuân năm mới chúc cả nhà sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc cho những người yêu cây cảnh năm nay sưu tầm được mua may bán đắt và sưu tầm được nhiều cây cảnh đẹp nhá.